Đi cùng với đoàn có Hoa hậu Minh Phương, người vừa đoạt cương niệm Hoa hậu Thanh Lịch trong cuộc thi vừa qua. Với tấm lòng thương yêu và cảm thông, cô đã thực sự xúc động trước những mất mát mà các em nhỏ phải gánh chịu. Tôi rất ý thức được rằng là Hoa hậu, tôi phải có trách nhiệm đối với những công tác xã hội như thế này. Sắp tới tôi sẽ đi Tây Nguyên và Tây Bắc. Tôi mong muốn mọi người hãy cùng nhau chia sẻ những mất mát đau khổ mà những em nhỏ phải gánh chịu. Phải công nhận truyền hình đưa tin nhanh thật. Mình mới đi buổi sáng mà giờ đã có tin rồi. Thời đại điện tử mà em. À này, ban giám đốc khách sạn mở tiệc chiêu đãi Hoa hậu tối nay đấy. Sao em tưởng tối nay chỉ có đoàn mình ăn với nhau? Thì em là Hoa hậu mà lại gớm. Khách sạn họ lại chẳng muốn có em có ai chứ. Chuyến này anh chàng Lâm trồng cây si cô Hoa hậu rồi. Cũng phải thôi, trai anh hùng gặp gái thuyền quyết mà lại. Đàng Hoa hậu có đối tượng rồi. Ai thế hả anh? Tổng giám đốc Hoàng Quân, mọi người biết chứ. Sao ơi, tưởng ai. Cái lão Thành này đen như cóc ấy, trông bẩn bẩn là. Mà lão ấy cũng sắp thành ông rồi còn gì. Cô ơi, nhưng vì nó dày, cô có biết cái vòng nguyệt quế mà cô Phương kê đội có giá bao nhiêu không? Cha Thành phải bỏ ra hơn 100 triệu để mua ban tổ chức đấy. Toàn chuyện đờm đặt. Mọi người đã nghe Hoa hậu trả lời trên TV chưa? Cực kỳ hấp dẫn và rất có duyên. Dạ thưa cô, có câu hỏi trước và có người soạn sẵn câu trả lời rồi đấy ạ. Thế thì còn biết tin vào gì bây giờ? Đến Hoa hậu cũng là Hoa hậu tiền thì chán thật. Mấy hôm nay hình như thằng Lâm nhà tôi với con bé Hoa hậu phải lòng nhau rồi thì phải. Thế thì hay quá. Người đẹp bây giờ là ra tiền ra bạc đấy ạ. Thằng Lâm yêu con Minh Phương. Nghe bà nói thế đã biết thế nào. Thằng Lâm thấy gái đẹp mặt cứ sáng lên. Nó thay người yêu như thay áo. Chuyện nó đẹp trai như thế mà lại vừa có tiền tài, vừa có sự nghiệp. Mà này, anh biết thằng cha Thành, tổng giám đốc Hoàng Quân không? Tôi còn lạ gì cái thằng cha ấy. Hắn nuôi con Minh Phương từ lâu rồi. Cuộc thi hậu vừa rồi, nó bỏ tiền ra chạy ban tổ chức cho con Phương được Hoa hậu đấy chứ. Mà nghe nói mỗi tháng con Phương phải ngủ với nó 4 lần, mà nó chỉ cho 15 triệu. Ừ, cũng nghe loáng thoáng là chúng bổ bịch với nhau theo hợp đồng. Mặc kệ chúng nó, tình yêu thời cô ta mà. Chuyện ấy chỉ là chuyện vặt, cũ người mới ta ấy mà. Không để hôm khác được à? Em đang đi với đoàn. Thế em cứ nói là đi thăm ai đó. Sao anh đang đốt ngay trước cửa khách sạn đấy thế? Không được đâu, để khi khác đi. Chờ em về đã. Anh lại muốn hôm nay cơ. Có quà cho em đấy. Em biết nói với đoàn làm sao bây giờ? Em là Hoa hậu, mọi người phải nghe em, phải theo em. Anh đỗ lên trên khoảng 300 mét đi. Nhỡ có ai nhìn thấy thì không hay. Ok. Ghê chưa, Hoa hậu vừa mới xuống đây thế mà đã có người đón rồi. Thế mới trông cứ như gái gọi nhỉ. Cậu có nhớ biển số xe không? Thử nhớ ông anh là cảnh sát giao thông hỏi xem xe đó là của ai. Được rồi. Ê, không phải hỏi, xe của tay tổng giám đốc Hoàng Quân đấy. Chiều hôm nay bà vừa cho tôi biết nó đang phải lòng con bé Hoa hậu Minh Phương. Ôi, nó dính vào cái đám này tôi lo lắm. Cậu sao thế, con Phương có chuyện gì à? À, không, em chỉ ngại rồi, không hiểu là thằng Lâm có chiều nổi Hoa hậu không thôi. Thì tôi cũng không muốn, giá mà tôi bảo được nó, thì tôi bắt nó lấy ngay con gái ông. Thằng Lâm ấy, phải lấy vợ là công an, thì mới đưa nó vào quân kỷ được. Mà thôi, lấy vợ thời nay cứ như đánh bạc ấy mà, may ra thì được người tốt, chứ lúc hiểu nhau, mù giờ hết. Cứ ngồi nhá, tôi ra sau một lát. Vâng ạ. Con bé có chuyện gì à? Nói thật với các anh, con bé không ra gì đâu. Nó đã tham gia đường dây gái gọi cao cấp từ năm còn học lớp 12 cơ. Và đã bị cảnh sát hình sự bắt vì tội đi với người nước ngoài. Sao các ông không báo cáo cho ban tổ chức?
thì chuyện xảy ra cách đây đã 4 năm rồi. Và lại, ban tổ chức các cuộc thi này, họ có bắt thí sinh dự thi phải khai lý lịch chi tiết đâu. Chúng em chỉ biết khi kết quả đã được công bố, đã chuẩn bị báo cáo, thì nó lại đi dự thi toàn quốc. Nói ra thì xấu mặt cả tỉnh mình. Ông định lấy cái mặt của nó để thay mặt cho hơn 2 triệu dân tỉnh mình à? Tỷ ra là Hoa hậu Minh Phương. Thú vị đấy. Đừng anh, nhỡ người ta nhìn thấy. À, em yên tâm đi. Ở đây không ai nhìn thấy. Thế em chưa đến đây bao giờ à? Điều này thì cô ấy nói đúng. Nhưng thằng cha kia thì đến đây không ít lần. Và với nhiều ả khác. Lương tháng của em. Tối nay đi Hải Phòng với anh nhé. Không được đâu. Em có chương trình rồi. Chương trình gì? Em mới đi lễ với thằng Lâm phải không? Anh theo dõi em à? À không. Có người trông thấy em và nó đi chuẩn lôi âm. Họ kể với anh. Cũng là môn đăng hộ đối đấy. Cũng là tốt mã rẻ cùi thôi. Sao thế? Anh thấy cũng đẹp đôi còn gì. Tối nay đi với anh nhé. Em thuê xe taxi đi riêng. Anh đợi em ở khách sạn lần trước. Vẫn phòng đó. Lần này là ngoài hợp đồng đấy nhá. Tất nhiên rồi. Có bao giờ anh để cho em thiệt đâu. Mang tiếng là tổng giám đốc một công ty giàu có, lại có cả khu vui chơi giải trí đẹp nhất nước. Ấy thế mà đi Mỹ về cho người yêu, mà người yêu là hoa hậu hẳn hoi, một chiếc nhẫn không đến 500 đô. Thì mỗi tháng anh đưa cho em gần 20 triệu còn gì. Có nhiều loại gái đẹp, giá lại rẻ bất ngờ, anh có thể tìm được đấy. Ở ngoài hồ rất sẵn. Em đừng nói thế. Em không hiểu là anh đang ngồi trên đống lửa à? Cứ mỗi ngày ngủ dậy là anh phải trả lãi ngân hàng hơn 100 triệu. Sao không cắt đất bán bớt đi? Anh còn hơn 100 hecta cơ mà. Bán mãi có ai mua đâu. Lúc đầu cứ tưởng là ngon ăn, giờ mới thấy cong. Vậy mà cứ tài trợ hết chỗ này đến chỗ khác, nơi nào cũng hàng 100 triệu. Chỉ được cái sĩ diện hão. Không thế thì vay sao được tiền. Mà thôi, anh đi đây. Em cứ ngồi đây uống nước nhé. Chiều mình gặp nhau. Anh à, em có việc đột xuất phải đi Hải Phòng chiều nay. Em đi làm gì? Anh đã nói từ nay không được đi dự các buổi giao tiếp nữa cơ mà. Họ đặt lịch rồi. Em xuống dự giao lưu với sinh viên trường Đại học Hàng Hải. Để anh đưa em đi. Ấy, không cần. Ba giám hiệu sẽ đến đón em. 5 phút nữa là xe đến rồi. Thôi, để em đi lần này. Mai chúng mình đi ăn bún cua nhé. Bye. Tốt. Rồi sẽ còn có nhiều màn thú vị nữa của em mà. Không phải lúc nào cũng dễ như ăn kẹo thế này đâu. Chân lặng lẽ
trần trắng đen không thể nhìn. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng hồn. Năm tháng xa mờ như mây bay. Ai khóc, ai buồn, ngang qua đây. Cuộc đời như giấc mộng trào vây. Ai giữ ngọn lửa qua đêm đêm. Hương thơm theo về trong gió suốt chặng đường gian. Trần trắng đen không thể nhìn. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng năm tháng xa mờ như mây bay. Ai khóc ai cười cuộc đời như giấc mộng trà bay. Chặng đường